Wasallam kêu chỉ mê kia đại cái áo chung tha ahli sunnah nghe học ahli sunnah dạ nhưng chắc đôi tuần bàn sốt bàn lượng là ngon bàn mình cứ trao rồi trong chỉ trao đại bàn bạch nhảy nó không nông sắc na Islam gì nè nhưng chắc lần nị dây pin ít cứ tiện tôm từ nông rương đấy ahli sunnah dương dương rồi ngay đừng chặt luôn chặt tục tạc luôn dương chỉ ahli sunnah chẳng cầm từ mùi cốt đại bàn chôn sugar của Allah subhanahu wa taala nó cứ cầm cái áo chúng ta ahli sunnah ahli thừa tam sunnah của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nhưng sau mấy tên đại bay nhai từ trường trang cầm nó còn cái uất an đặt luôn cái nó ahli sunnah đấy nhưng chẳng đó yeah cái uất an là cái ahli sunnah đấy nhưng dương cái thai dương ahli sunnah đấy chẳng từ ông nó bị sứt tới ahang uất an đặt luôn chỉ ahli sunnah thì vừa mà có vấn đề bởi dương trong nó ta tơ cầm nu chỉ cầm ahli sunnah của jamaah cầm đặt phật tam sunnah nabi nâng sa bật bù bạc tuần bạc rưỡi cả nu lúc ra thì dương mưa từ lơ từng vơ rồi bao phủ từng ao nắng hái dương một triệt tiếp từ nắng từng vơ bao rồi sụn lo sợ lắm đây đại miên đọc trong bộ biện Quran nâng sunnah anh nâng rưỡi người ta bàn nâng chẳng bao sân từng vơ bao phủ nu tối nâng al Quran và sông nắng cả ahang rồi bao phủ kia thì khó mình nhớ tập giờ lên tập giờ nói rằng vì đâu giờ kia đây tạo cả ah ang tha quật thật nó lơm miên nghiên sunnah rabbah nabi dương cái tha dương sugar cái tha kia chung sugar đấy dương sừng cơm đạo Allah subhanahu nói đừng đo lo dương đừng học đi nửa sugar đừng học đi à quên đấy dương sừng cơm nâng sông đạo vì Allah subhanahu nói có bản thân bờ sân trên nhẹ đừng học đi rứa có bộ đừng đúng vừa không bị mía kia cả nay nó mà bỏ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah mình chun mo đã bay bổng riêng ở dương ở nơi lúc hay dương ở phơi tám hay dương trong man sugar anh đang hiểu biết về lùm bạc nếu mà bay giờ trước ngày đi cứ lên sum áp đại trên bị thiệt là bọn đấy bạn ta bây giờ lên trong sự cột muốn là ngày đi cứ tiện tôn tổ nấng cuốn chùm hó đại lương tôi đấy sum lấy vùng sao vắng đại lương cháu ơi mày à đấy tao phải xe à đây chẳng nó không sao mai bây giờ bán riêng đang hay thả Umat của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cứ sờ lạnh nâng lướt đầm cao Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nó cứ chửi nỉ dùm nên nó chẳng là chẳng mình chạy ông pi cô dùm hô rồi bác ahli sunnah tiêu wal jamaah đại dương chặt tục thả Nabi Muhammad đang chiên ở nà kê ồ mày mày tạo tạo cái làm mà Nabi Muhammad nó chiên nào kìa hả chẳng cô dùm hoa rồi bảo ahli sunnah tiêu vào jama'a hả cứ chỉ cầm mỗi đài khayrul ummah nè đài là o prasa chẳng kia nó không chùm nào ummat rồi bảo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam chẳng bố tương nụ kì chặt tốc thả Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cứ chỉ abdullahi wa rasuluh chẳng Nabi Muhammad cứ chỉ khnyom របស់ Allah Subhanahu wa ta'ala ហើយ គឺ ជា រ៉ាសូល ដែល Allah Subhanahu wa ចាត់ តាំង មួយ រូប ដើម្បី មក ដឹក នាំ អ៊ុម្មត ណា និង នាំ ពំ នាំ រឿង រ៉ាវ ឧក្រិដ្ឋ អ៊ីស្លាម មក ឲ្យ យើង ទាំង អស់ គ្នា នេះ ណា អញ្ចឹង អះលុស សុន្នាហ៍ ទី វល ជម៉ា ទី 1 គឺ យើង គោល ជំហរ របស់ យើង ទៅ លើ នប៊ី មូហាម៉ាត់ សល្លល្លោះ អាឡៃហ៊ី វសាឡាម គឺ តែ ប៉ុណ្ណឹង យ៉ា នប៊ី យើង cứ chỉ manusia được riêng đấy, nghe đấy. Các bạn thấy quát còn tại chỉ Rasul, đây là Allah Subhanahu wa Taala ban chặt tang quát, đầm bay ở đạo manu lo, đầm bay dốc đầm nằng, riêng ra để tiện tong từ nông cái ibadat bao nhiêu nó một pháp trên đó hết tam được giải Jibril, đây là Allah Subhanahu wa Taala ban chun một. Anh nói tu nết tí, là bao nhiêu bây giờ Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anh nói cái yang chặt tu quát apa nè? Tí mui, nghe đấy. Oh. Nhất đối sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bạn mình chia hai thà. Hè, nói không hadith Nabi bạn mình chia thà. Nè na hỏi, man shahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadith ni kia Nabi thà. Nè nung nung ban chol surga. Nabi thà. Nè na hỏi, về lang sa say thà khmien te Allah. Hả? À, khmien te mà chia. Khmien te Allah. Kalimah shahada thà na. Hỏi lang sa say thà. Muhammad គឺជាខ្ញុំរបស់ Allah
hal jin nak nom sa rabah Allah abduhu wa rasuluh dakhal jannah nak nuh nak manco syurga rabah Allah subhanahu wa ta'ala. Seru boleh tak? Nabi pramau jangan jang jian tengok kena ya jang suruh jian tengok kena minyak-minyak mian at kalimah nak nong keluar dia mian kalimah syahadah kalimah tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah jang Nabi man menjak tak nak nak dia langsah sayang la ilaha illallah mian tak menjak dan terau yang kurupet perangkat lu ke mian tak Allah hai put prakat nah Muhammad menih Nabi Muhammad ciki nyam robah Allah hai nung ci rasul dan Allah Subhanahu wa taala catang nek nu nung ban joy surga robah Allah Subhanahu wa taala hai hadis Nabi ban mencak cicran nah man kana akhiru kalam makna nah hai nu akhir kalam robah bi semdai jong krai robah bi doi ban pol kalimah la ilaha illallah dakhala jannah. Nabi dah yang awak ni menak-nak munung selap hai manom kalimah tauhid ni ke nak duh nak pancoi syurga rabb Allah Subhanahu wa taala anang ke mana qul jumu ahli sunnati wal jamaah ya tipe ahli sunnati wal jamaah cetok ha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke cie rasul dan la ajeng ke tong oh knong jumnom manda rasul dan Allah Subhanahu wa taala ban cat tang mok injeng rasul mien man tatak mai nabi mien man rasul mien man rien ka lama turam ri ya turam ri risota kuat bengrien mai roal sabda masyaallah alhamdulillah injeng ilmu khlah la dang tha mai tatak nang mai dang ka pada kuat ahien chlang cek yang dengar ahlus sunnati wal jamaah yang dengar ini catuk tha Rasulullah afdalu al-mursalin wa sayyidul khalqi ajma'in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecil Rasul dan la'a prasal cengki tengah orang jemnan Rasul yang lain hari kecil makhluk dan la'a prasal ceng makhluk sayang-sayang cek Rasulullah ni makhluk cek manusia dia je mencak anak yang jatuh ke Rasulullah itu pandang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man prab nuk nung hadis cicran mencik ha kuat kecil ha ana sayyidu walad adam wala fakhar hadis Nabi man mencik wat ha kuat kecil jawal kecil nak dah la'o jangki nung jumlah koncaw adam ya wala fakhar awai dan Nabi ban prak mot ha kuat la'o prasal jangki ni men men khnung ko bomnang mutana thiep rui ko yang na nu te ko pantae kron che ko bomnang dambei prab umat ba Nabi at prab ta kuat la'o jangki te jeung at dang ta kuat la'o jangki ni jeung damnang da rasul ta pro ta kuat che la'o jangki ni ke jeung tatul yo da jeung ban dang jeung jeung tatul skol ta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke che rasul dal asyraful anbiya al mursalin rasul dal mulia rasul dal kum tkang la'o jangki banda rasul sing sing hai trong bệnh chạy đến tháng mình men tha rasul đã có xe nhưng mình lo và xá để không đáp bảo sinh priếp tiếp nhưng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cứ Nabi dương cứ afdal al mursalin ya anh tivi đó toán đấy mày ya tí bảy dương trâu ta sờ lanh nhà Rasulullah sallallahu alaihi wasallam trâu ta sờ lanh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nè na hai ở selain Rasulullah nè nu at man nơi chmuoy nang Nabi đi chưng bo at man nơi chmuoy nang Nabi at man chơi surga ya hai Nabi yang sallallahu alaihi wasallam ban bejak nang hadis tha la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain Nabi ban bejak tha nè tang ok ni mun tuan mien iman penh lên lại. Nek tang ok khnie mun tuan sampurna iman lai. Ha? Lu tra ta nek tang ok khnie sralanh khnyom. Chieng koun chao robas puok ke, puok nek. Ha? Chieng opok madai robas puok nek. Wan na si ajmain. Hai manuh lu tang ok. Lu tra ta yeung tang ok khnie mneam nek sralanh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiang
Kau jauh rumah yang Ciang upuk madang air rumah yang Ciang manusia tengah. Anak Nabi tanya Luh Terbnek tengah ni Sampurna iman Mena iman rumah yang Mena ke penyelih Maman jang te Nabi tanya tengah ni Atuan sampurna iman Hei yang boleh cahaya Tak yang selanjutnya Rasulullah SAW Dahl kemerat na Dahl kemerat Dahl away dah Allah Dahl Nabi iman menjik Luh ta ada yang tengah ni selanjutnya Nabi ni Ciang Kau ncah rumah yang dikit Ha? Ncah dia jemian Kisah Umar Dia jemian Sayyidina Umar Ngai mui kuat Nukan lai Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Hai kuat man Nijay nukan Nabi Thaya Rasulullah Ha? Ya Rasulullah La anta ahabu ilayya min kulli syai' illa min nafsi Kuat prak Nabi Thaya Umar na Umar bin Khattab Kata ya Rasulullah Pun perkuat na Nek dah kenyum Rasulullah ke je menuh menek Ke je menuh menek Dan kenyum serenang Luh awai-awai tak Luh lain tak keluar nabah lain Mena kuat menaik serenang Rasulullah